Cách thể hiện tình cảm của David Beckham với con gái 12 tuổi liệu còn phù hợp? Đây không phải lần đầu David Beckham gây xôn xao vì thể hiện tình cảm yêu thương với con gái. Vừa qua, cả gia đình David Beckham đã cùng nhau tới buổi biểu diễn của Elton John. Bên cạnh những hình ảnh gia đình hạnh phúc tận hưởng buổi biểu diễn, cư dân mạng còn chú ý tới khoảnh khắc David Beckham cùng con gái Harper, 12 tuổi. Cụ thể, cựu danh thủ thế giới có chia sẻ clip ghi lại khoảnh khắc bản thân vừa hát vừa ôm ấp yêu thương con gái nhỏ. Hình ảnh hai bố con David Beckham ngay lập tức gây bão mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước tình cha con ngọt ngào giữa Harper cùng bố. Ở thời điểm hiện tại, cô bé là thành viên được cưng chiều nhất trong gia đình David Beckham. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng không ít ý kiến bày tỏ thái độ không mấy đồng tình trước cách thể hiện tình cảm của David Beckham với con gái. Họ cho rằng, hiện tại Harper đã bước sang tuổi 12 cùng dần trưởng thành, do vậy việc David Beckham thường xuyên thể hiện tình cảm theo cách này không còn phù hợp. Thậm chí, có người còn cho rằng điều này có phần phản cảm và khuyên David Beckham nên chú ý hơn. Thực tế, đây không phải lần đầu David Beckham bị công chúng chỉ trích vì có sự thể hiện tình cảm yêu thương với con gái trên mạng xã hội. Nếu ngày bé, việc thơm môi con gái là chuyện khá bình thường, thì thời điểm hiện tại khi cô bé đã bước sang tuổi trưởng thành, hành động này được công chúng cho rằng không còn phù hợp. Tất nhiên, đó chỉ là quan điểm của một bộ phận công chúng, không đại diện cho toàn bộ. Bởi lẽ, mỗi người đều có một quan điểm riêng. Liên quan tới vấn đề này, David Beckham cũng từng lên tiếng phản hồi. Cựu danh thủ thế giới cho biết, anh rất yêu thương và dành nhiều tình cảm đối với các con. Đây cũng là cách mà anh cùng vợ chăm sóc cũng như nuôi dưỡng các con từ bé tới lớn.